chụp cả các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình lại gặp một bạn fan nữa nha. Vô video thế nào. Ôi trời, chào mừng bạn Sơn Mi nha. Trời, dạo này sao các cậu nhìn béo ú dễ thương quá à. Nhưng mà các cậu gọi tới chi vậy? Làm video đó. À, các cậu làm video hả? Yeah, vậy là mình sắp được lên kênh YouTube của các cậu rồi. Mình đăng ký, like, subscribe kênh của bạn nha. Mình còn chia sẻ các video của bạn cho bạn của mình nữa đó. Trời ơi, bạn mình thích video của cậu quá trời luôn. Nhưng mà chỉ có cái là mấy video mình kem á, mình cảm thấy coi hơi chán, nên là bạn em mấy bạn không có làm video kem đó nữa nha. Trời ơi, vui quá. Mình sắp được lên kênh YouTube của các bạn rồi. Hey, các cậu có thể chỉ cho tớ bí quyết mà có thể làm một cái giọng dễ thương như mấy cậu không? Chứ mình thấy là giọng mấy cậu dễ thương lắm đó. Wow. Cảm ơn cậu nhiều nha. Thôi bye nha. Mình phải đi học bài rồi. Ok, hẹn các bạn ở trong nhóm nha. Bye. Chào quý các cậu ghê luôn. Nhớ like, subscribe kênh YouTube mình nhé. Tạm biệt các bạn.